Một giấc mơ khủng khiếp. Robot quái thú, tao cần phải vẽ nó lại trước khi quên mất. Oh, cậu ấy lại bày trò nữa rồi. Một con khủng long bạo chúa thật sự. Ok, thú vị đấy. Răng mảnh khổng lồ, chân bằng bê cứng, bánh xe, động cơ. Nhà khoa học thiên tài ơi, cậu đã phát minh gì hôm nay vậy? Cậu đây rồi, cậu trợ lý trung thành của tớ. Chúng ta cần làm robot khủng long ngay bây giờ. Một ý tưởng tuyệt vời, Sammy. Thực hiện thôi nào. Ai sẽ làm ra robot T-Rex bịch cứng nếu không phải chúng ta chứ? Chào các bạn, tối qua tớ đã có một giấc mơ khủng khiếp. Xin chào. Vâng, và hôm nay chúng ta sẽ làm một chú T-Rex bằng bìa cứng. Nó có thể gầm gừ và dậm chân. Hiểu gì câu đó của tớ chứ, tớ đã phát minh con khủng long này. Oh, xin lỗi tiến sĩ thiên tài, nhưng chúng ta sẽ làm nó cùng nhau. Không sao, bỏ qua cho cậu đấy. Cảm ơn cậu quý ngài vĩ đại. Các bạn ơi, ta sẽ cần 3 miếng bánh kẹp bìa cứng như thế này. Ước gì tớ có thể ăn chúng, tớ thích bánh hình tròn. Bán kính của từng miếng tròn này là 3 cm. Bên trong sẽ nhỏ hơn một chút. Ta sẽ cho biết lý do sau nhé. Trong khi đó, những bộ phận này có bán kính rất nhỏ. Bán kính? Nghe như bán đồ đạc gì á. Thực ra bán kính là khoảng cách từ tâm đường tròn đến một điểm bất kỳ trên đường tròn đó. Có biết không Sammy? Có chút xíu, nhà khoa học mà, nhưng tớ thích phiên bản của mình hơn. Cơ mà tớ ở đây để nói với cậu là tớ đã làm một cái bánh kẹp rồi nè. Nó đây. Vừa kịp lúc, bởi vì tớ đã bắt đầu làm phần cơ chế đầu tiên. Cậu làm con quay đó hả? Cậu quen mất chú robot rồi sao? Không phải đâu, đây là chi tiết của máy móc mà. Tớ chẳng muốn đảm bảo rằng cậu không làm mọi thứ rối tung lên. Các bạn ơi, hãy nhấn nút thích nếu nghĩ tớ sẽ không làm rối mọi thứ nha. Các bạn có thể nghĩ tớ là một tên một sách, nhưng tớ đã thiết kế và làm xong 2 chi tiết cho cơ chế rồi đấy. Không, Sammy, cậu là một nhà khoa học. Tất cả các nhà khoa học đều có chút đặc biệt. Cậu quên một hình tròn rồi, cái này nè. Tớ chỉ thử xem cậu có chú ý không, cậu đã vượt qua thử thách. Ta đã cắt mặt sơn màu các chi tiết cho phần thân khủng long rồi nè. Cơ chế của chúng ta sẽ hoạt động hiệu quả nếu các chi tiết có đúng kích thước. Ta đo mọi thứ bằng cây thước giáo sư ngầu lòi này. Tớ nghĩ cậu hơi hoang tưởng rồi đó. Đúng thế sư, tớ là nhà phát minh vĩ đại cơ mà. Wow, cậu tính làm sữa lắc siêu nhỏ hả? Tớ đoán cậu bị đãng trí bác học rồi đấy. Đây, và đây. Tuyệt. Ta đang làm một chú robot T-Rex. Và mớ ống hút này là các chi tiết cần thiết. Yes, you, cậu rất tuyệt vời trong việc nâng cấp những ý tưởng của tớ. Cậu thật tử tế, giáo sư Sam. Các bạn có phát minh gì không? Hãy kể về các dự án của các bạn trong bình luận nha. Hầu hết các máy móc của chúng ta sẽ dùng dây chun để hoạt động. Chúng sẽ làm cho các chi tiết quay đồng bộ, nối chúng như thế này. Nhân tiện, các bạn nhớ tôi đã nói về các rãnh trong các bánh xe chứ? Để luồn dây chun vào đấy, chúng không bị trượt ra ngoài. Giờ thì cố định chúng lại bằng cách lắp các thanh vào ống hút. Hoàn hảo. Sammy, tôi có thể nhờ giáo sư cao quý mang tới súng bắn keo không? Của cậu đây công sự. Các bạn có thấy Sam trở nên rất dễ chịu khi làm thủ công với ý tưởng của cậu ấy không? Hãy like với nhà khoa học thiên tài của chúng ta nào. Đây, phần thân gần như đã xong rồi. Đây là mảnh bìa ở trên. Nó sẽ giữ phần đầu của con khủng long. Còn cái que này sẽ mở miệng nó ra. Sammy, cậu vừa đi đâu đây? Phần cơ chế bên trong gần xong rồi, cậu không muốn kiểm tra nữa hả? Tớ tìm cậu sư, có thứ cực kỳ siêu khoa học đang diễn ra trong phòng thí nghiệm của tớ. Cuối cùng cậu cũng chịu tin tớ rồi.
hãy sang phần tiếp theo nha. Phần thú vị nhất là cơ chế chuyển động bao gồm chân và motor để giúp robot di chuyển. Tớ đã khoan lỗ trên các thanh gỗ này rồi. Các lỗ nên cách nhau 2 cm. Các chi tiết phải được hướng lên trên. Sư, tôi vừa khám phá ra một thứ. Nghe này, nếu cậu cho Nutella lên trên Oreo rồi đặt bánh cookie khác lên và ăn hết một lần thì vị ngon bùng nổ luôn á. Sammy, tôi không nghĩ họ sẽ trao giải Nobel cho cậu vì nó đâu. Tại sao? Nó không phải là phát hiện của thời đại nữa. Được rồi, thế nói xem người ta sẽ trao giải thưởng này cho cái gì. Có 5 đề cử cho vật lý này, hóa học, y học, văn học và hòa bình. Tớ nghĩ phát hiện của tớ phù hợp với tất cả đề cử. Chứng minh xem. Trong khi đó tớ sẽ dán cái motor dễ thương này. Được, về vật lý, Nutella sẽ tạo lực hấp dẫn giữa các miếng bánh quy. Hóa học, phân tử bánh quy và Nutella trộn trong miệng của tớ tạo ra hương vị tuyệt vời. Nghe cũng ổn đấy. Y học, đồ ngọt khiến tâm trạng của cậu tốt hơn. Và cậu còn có thể viết một bài thơ về nó nữa. Thế còn hòa bình? Ông phải giải thích nè. Đồ ngọt chính là điều tốt lành và nó chính là thế giới hòa bình. Cậu nên viết báo cáo về nó trong khi tôi đang hoàn tất món đồ này. Các bạn cũng đừng quên phải cẩn thận khi sử dụng súng bắn keo nha. Các bạn cũng có thể nhờ người lớn giúp đỡ. Nhân tiện, bạn nghĩ phát minh nào là quan trọng nhất thế giới? Hãy bình luận bên dưới nha. Ta sẽ cần 2 chân bằng bìa cứng như thế này. Và cả bàn chân nữa. Sammy, tôi cần cậu giúp. Mang cho tớ thêm ống hút đấy. Tới ngay đây. Thậm chí tớ đã cắt ra cho cậu. Cảm ơn cậu. Với cả cậu có thể làm cái đầu cho khủng long không? Cậu nói rất nhiều về hàm răng sắc nhọn. Làm răng là công việc sáng tạo tinh tế. Ngoài ra chỉ có cậu biết có khủng long này trông như thế nào thôi. Trong khi đó ta sẽ tra một ít keo bằng ống tiêm này. Nó cần sự kiên nhẫn đấy. Tớ trở thành trợ lý của cậu hả sư? Dù sao cũng như thường thôi. Xem ý cậu là gì? Cậu biết rõ cần phải làm gì mà. Các bạn ơi, hãy đăng ký kênh và nhấn nút chuông nha. Sammy luôn vui khi thấy người đăng ký mới đấy. Lắp các thanh gỗ nhỏ này vào và... xong rồi. Tớ nghĩ rằng mình đã quên mất con robot trong giấc mơ, nhưng quả thật không thể quên được. Đây là chi tiết bí mật của cái đầu. Miếng bìa phía trên được cắt ở giữa. Rồi, dán chúng lại nào. Giờ ta chỉ phải làm hàm răng sắc nhỏ đáng sợ thôi. Sammy, cái đầu sao rồi? Cái đầu nào cơ? Này, tôi đã nói về cái đầu của người máy á. Hãy cố định nó vào vị trí thôi. Ngay đây. Và giờ tôi sẽ cho một cái nút vào cái lỗ này. Hoàn hảo. Oh, tôi đoán xem mày đã đến ở đây. Đừng quên đăng ký kênh nha. Cậu có thấy tin nhắn của tớ không? Có Sammy và tớ đã nhắc khán giả đăng ký rồi. Và nhấn nút chuông để không bỏ lỡ bất kỳ video mới nào nha. Nhìn này Sammy, tất cả cơ chế sẽ thấy được ấy. Và làm thôi. Ta có thể dành hàng giờ để ngắm nó. Xỉu, cục pin đã cũ rồi, ta định đưa nó đi tái chế ạ. Nó hữu ích mà, nó sẽ giúp robot giữ thăng bằng khi di chuyển. Chua chắc, trò hơn thầy là trường có phúc. Được rồi, ta đoán cậu đã sẵn sàng. Dù theo thiếu cái gì đó. Các bạn đã sẵn sàng chưa? Tớ không thể chờ để xem nó nữa. Giống hệt như trong giấc mơ của tớ. Siêu, cậu đúng là trợ lý tuyệt nhất.
Cảm ơn cậu. Và tớ có giải thưởng cho cậu đây. Không phải là Nobel nhưng tớ nghĩ cậu sẽ thích nó. Wow, cảm ơn cậu Siêu. Nó thậm chí còn tuyệt hơn ạ. Tạm biệt các bạn, hẹn sẽ gặp lại. Tạm biệt.